Bây giờ cha nói cho hai vợ chồng con nghe nha. Ngày hôm qua là con chuyển bệnh nhân này từ bệnh viện tỉnh Lâm Đồng chuyển thẳng về đây. Thì cấp cứu ngày hôm qua với một đêm nay thì bệnh nhân này đã ra phòng cấp cứu rồi, tạm gọi là như vậy. Thì hôm nay cha đưa bệnh nhân này ra nhà trọ. Thì trong quá trình bệnh nhân này đi tới đi lui khám không được thì thầy thuốc sẽ đến nơi khám nha. Rồi con ở nhà trọ, con nằm nghỉ ngơi thì thầy thuốc sẽ mỗi đến đây khám cho con nha. Cha nói vậy để người nhà con hiểu rằng là sau sau cơn cấp cứu của con rồi là đưa con ra khỏi phòng trọ để bệnh nhân khác nó tới nữa. Do vậy mà hôm nay con đã qua được cái nguy kịch rồi, dẫn đến cái tình trạng là bình thường bây giờ chỉ nằm chờ chữa bệnh thôi, thì đưa con ra nhà trọ rồi sau đó thầy thuốc mỗi ngày mới đến chữa trị cho con nha. Cha nói vậy là anh hiểu rồi chứ gì? Có nghĩa là nếu mà bệnh nhân này yếu hơn thì cha sẽ để tim, nhưng mà bệnh nhân này đã khỏe lại rồi, hoàn toàn bình phục trong cái phòng cấp cứu rồi, thì giờ cứ đưa ra nhà trọ ha. Cha nói với mọi người có mặt ở đây cũng vậy ha, anh chị em thấy đó là bệnh nhân này đã khỏe rồi, thì giờ cha tìm cách cha đưa ra nhà trọ để cha đưa bệnh nhân khác tới nữa. Rồi thì bây giờ xin mời ban chuyên môn đưa bệnh nhân đi nha. Lên xe. Trên xe thì có y sĩ đi theo, rồi cùng cái ban mà di chuyển bệnh nhân với lại người nhà, ban di chuyển với người nhà với y sĩ đi theo. Thái sơn cao vào tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên, cha tha thiết lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần nắng mưa không sờn. Nào những khi còn buồn người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con
trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha. Như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không còn.